Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bí ẩn tình báo xa lưới, thầy bói thoát nạn vươn vai thành linh mục. Vụ án xử Phan Anh Vũ tức là Vũ Nhôm, cựu thượng tá tình báo của Công an Việt Nam đưa hối lộ cho cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo của Bộ Công an Việt Nam Nguyễn Duy Linh. Được biết, Nguyễn Duy Linh là con trai của Thượng tướng, cựu Thứ trưởng của Bộ Công an Việt Nam đã về hưu. Tướng Hưởng từng là cánh tay đắc lực của ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây. Trong vụ án này có một bị cáo tên là Hồ Hữu Hòa, sinh năm 1985, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, hành nghề mê tín dị đoan, tức là có báo nói rằng ông này hành nghề xem phong thủy, có báo thì nói hành nghề thầy bói. Nói chung là phong thủy hay làm thầy bói đều mê tín cả. Ông này có chức năng nhận tiền của Phan Anh Vũ rồi đưa lại cho Nguyễn Duy Linh. Đây là hình ảnh Hồ Hữu Hòa bịt khẩu trang đứng trước tòa. Điều đáng nói là khi ra tòa, báo chí đăng hình ông Phan Anh Vũ và Nguyễn Duy Linh mà không hề đăng mặt ông Hồ Hữu Hòa. Đấy là câu hỏi được giới báo chí quan sát đặt ra. Bề ngoài thì có vẻ như Hồ Hữu Hòa là tiểu tốt giữa hai sĩ quan tình báo của Bộ Công an. Nhưng phân tích kỹ, báo chí không đăng mặt thật của Hồ Hữu Hòa là một câu hỏi rất lớn. Có vẻ như ông Hồ Hữu Hòa còn quan trọng hơn cả hai ông sĩ quan tình báo kia. Báo chí có đăng hình ảnh Hồ Hữu Hòa nhưng là hình ảnh ông này đang mang khẩu trang. Theo thông tin nội bộ cho biết thì Phan Văn Anh Vũ thuộc cánh của Trần Đại Quang. Vì thế khi Trần Đại Quang ra khỏi tổ kén của Bộ Công an thì Phan Anh Vũ đã bị đánh. Ông Nguyễn Duy Linh là cánh Nguyễn Tấn Dũng. Khi Nguyễn Tấn Dũng về vườn, tướng Hưởng như chim bị vặt lông nên không bảo vệ được con trai khỏi nanh vuốt của lớp mới nổi. Nguyễn Duy Linh làm ngành tình báo của Bộ Công an Việt Nam, Phan Văn Anh Vũ cũng làm ngành tình báo của Bộ Công an Việt Nam, nghĩa là hai ông này cùng ngành tại Bộ Công an, là đồng đội, vậy tại sao phải đưa hối lộ qua trung gian Hồ Hữu Hòa? Vậy Hồ Hữu Hòa chèn vào giữa hai ông sĩ quan cấp tá và cấp tướng làm ngành tình báo thì sau đó hai ông cũng bị đi tù. Phan Văn Anh Vũ 30 năm tù giam, Nguyễn Duy Linh 14 năm tù. Nhưng Hồ Hữu Hòa thì chỉ nhận có 2 năm 7 tháng, 25 ngày và được trả lại tự do ngay tại phiên tòa. Đây là hình ảnh Phan Văn Anh Vũ tại tòa không mang khẩu trang. Có người cho là Hồ Hữu Hòa không hẳn là môi giới hối lộ giữa hai ông sĩ quan tình báo của ngành Bộ Công an, mà có thể Hồ Hữu Hòa còn là cò mồi, nhử cho hai ông này nhận tội để đưa hai ông này vào tù thì án sẽ được trả lại tự do. Nhận xét theo chiều hướng thuyết âm mưu này không phải là không có lý. Với vai trò của Hồ Hữu Hòa thì có vẻ như Thượng tá tình báo Phan Văn Anh Vũ và Đại tá tình báo Nguyễn Duy Linh là con mồi của Hồ Hữu Hòa, chứ không phải Hồ Hữu Hòa là nạn nhân của hai nhân vật kia. Tình báo là sĩ quan được đào tạo rất bài bản, Hồ Hữu Hòa chơi với tình báo mà thoát án thì không thể dân tay ngang được. Có thể Hồ Hữu Hòa là dân tình báo mà đang ở dạng tình báo cao cấp hơn hai ông sĩ quan cấp tá kia, và cũng có thể là tình báo cho phe mạnh. Nói chung, nói Hồ Hữu Hòa là tay ngang thì khó ai tin được. Đây là hình ảnh cựu tù nhân Hồ Hữu Hòa hàng đầu thứ ba từ phải sang. Vắn mặt một thời gian bất ngờ vào tháng 2 năm 2023, giới Công giáo hết sức bất ngờ trước hình ảnh tiết lộ một vị linh mục Việt Nam được giáo phận Marín, Giáo hội Philippines phong chức tại nhà thờ Thánh tòa Marín. Lễ thụ phong cho thấy sự kiện diễn ra vào ngày 7 tháng 12 năm 2022. Đây không phải là tin giật gân mà là tin hoàn toàn có thật. Một tù nhân dính đến nhiệm vụ làm ăn của giới tình báo của Bộ Công an Việt Nam được thụ phong linh mục rất thần tốc. Hồ Hữu Hòa được giám mục giáo phận Vinh An phong Nguyễn Hữu Long giới thiệu cho đi chịu chức ở Philippines. Đây là trường hợp rất khó hiểu. Không biết Công giáo có tiêu chuẩn chọn người làm tu sĩ như thế nào mà để một nhân vật như Hồ Hữu Hòa làm linh mục. Phải chăng tình báo của Đảng Cộng sản Việt Nam này đã ngấm vào giáo hội Công giáo? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de với bản tin bí ẩn tình báo xa lưới, thầy bói thoát nạn vươn vai thành linh mục. Quý vị hãy chia sẻ nhiều và cập nhật thông tin mới nhất vào bản tin tới đây của Thời Báo .de. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại bại tướng Trần Đại Quang được em trai cho lên phim Quốc Tỏ đang cất tiếng gáy. Trò chơi chính trị tại Việt Nam là một thứ không thể nói ra, không thể được viết thành sách. Vì thiếu minh bạch nên bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam cứ chiến nhau chí tử, trong khi viết thành truyện, dựng thành phim thì họ thường tô hồng thành tích của các đồng chí. Những người đã nhắm mắt ngàn thu thì vì thất bại bỗng chốc trở thành anh hùng và những tác phẩm mang màu sắc tuyên truyền. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Tỏ, em trai của ông Trần Đại Quang. Ông Võ Nguyên Giáp là cánh tay đắc lực của ông Hồ Chí Minh. Ông Giáp được Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng thành một tượng đài lớn chỉ sau ông Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thực tế, ông Võ Nguyên Giáp gần như bị mất quyền lực dưới thời ông Tổng Bí thư Lê Duẩn. Từng là một đại tướng chiến công lẫy lừng, ông Võ Nguyên Giáp bị trao cho chức Chủ tịch Ủy ban Dân số và Sinh đẻ có kế hoạch. Nói cho đơn giản, ủy ban này làm công tác đặt vòng tránh thai cho phụ nữ toàn cõi Việt Nam. Một chức danh được xem là sỉ nhục đối với tướng quân lừng lẫy như ông, vậy mà ông vẫn âm thầm làm. Sau năm 1975, ông Võ Nguyên Giáp trở nên thất thế ngay trong Bộ Quốc phòng, nơi mà ông có uy tín nhất. Vào năm 1980, ông Võ Nguyên Giáp bị ông Văn Tiến Dũng, Tổng tham mưu trưởng quân đội, đẩy ra rìa, và từ đó ông Giáp bị ông Lê Duẩn bạc đãi công thần và trao cho ông chức Chủ tịch Ủy ban Dân số và Sinh đẻ có kế hoạch như là một sự sỉ nhục vị tướng này. Là con người thất bại trên chính trường, nhưng sau khi ông Võ Nguyên Giáp chết, Đảng Cộng sản Việt Nam lại dựng thành phim, viết thành sách để ca tụng ông Võ Nguyên Giáp như là một anh hùng của thế kỷ vậy. Đấy chính là trò đều cáng của những người làm chính trị trong đảng. Quật cho người ta tơi tả, sỉ nhục người ta nhưng ca tụng họ lại lên mây xanh. Đánh đấm nhau ở hội trường, thật ca tụng công khai chỉ là công cụ tuyên truyền cho chính trị. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Tỏ làm phim cho anh trai của mình. Vào ngày 9 tháng 2, ông Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Thường trực của Bộ Công an, họp bàn sản xuất phim về ông Trần Đại Quang, anh trai của ông Tỏ. Ai cũng biết ông Trần Đại Quang là bại tướng trên chính trường. Ông đã bị đối thủ dụ ra khỏi tổ kén là Bộ Công an, đẩy vào chiếc ghế hữu danh vô thực, rồi sau đó tiễn ông về với Bác Hồ. Ông Trần Đại Quang là một biểu tượng của loại tướng võ biền chỉ biết bắt bớ nhưng kém về nhãn quan chính trị. Hiện nay, ông Tô Lâm đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi vết xe đổ của ông Trần Đại Quang khi ông cương quyết từ chối chức Chủ tịch nước không có thực quyền. Không thể nói là cả ngành công an không ai biết ông Trần Đại Quang cũng chẳng có tấm gương gì nổi trội cả. Ngoài tấm gương làm bại tướng dưới bàn tay lạnh lùng của kẻ thực lực mạnh hơn trên bàn cờ chính trị. Việc làm phim với ông Trần Đại Quang cũng không dạy được ai. Vậy thì ông Trần Quốc Tỏ làm phim này có dụng ý gì? Cũng là một ý về chính trị đây. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm sẽ làm gì khi Trần Quốc Tỏ gáy tiếp. Ông Trần Quốc Tỏ cho Bộ Công an làm phim về anh trai của ông. Điều đó có nghĩa là ông Tỏ cho biết rằng tiếng nói của ông trong Bộ Công an vẫn đang rất có trọng lượng, chứ không hề lép vế về cái bóng quá lớn của ông Tô Lâm. Không biết kỳ họp Hội nghị Trung ương sắp tới đây, ông Trần Quốc Tỏ và thế lực Ninh Bình có vận động để đẩy Tô Lâm vào chiếc ghế Chủ tịch nước được hay không? Nếu làm được điều đó thì Trần Quốc Tỏ là người có lợi nhất. Tại Bộ Công an, Trần Quốc Tỏ vẫn đang nổi lên. Tô Lâm thì nuôi tướng Lương Tam Quang để hòng thế chỗ của ông sau khi ông rời chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Không biết đấu đá bên trong thế nào, nhưng có vẻ như ông Trần Quốc Tỏ đang cất tiếng gáy cho thấy ông cũng đang có trọng lượng. Ông Trần Quốc Tỏ cũng chưa thể hiện điều gì, liệu ông Tỏ tại Bộ Công an có hơn anh trai hay không, và liệu rằng nhãn quan chính trị của ông có khá hơn anh trai hay không thì chúng ta tiếp tục phải chờ để xem xét. Bộ Công an cũng lắm phe phái tranh nhau chứ chẳng có đồng lòng gì. Quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo với bản tin Đại bại tướng Trần Đại Quang được em trai cho lên phim, Quốc Tỏ đang cất tiếng gáy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.